The place I read about in American books was My Lai. American soldiers ordered Tukong's residents out of their homes, burned the houses, and then shot 370 men, women, and children. At sunrise, Tuesday, March 16, 1968, Lieutenant Calley's Charlie Company opened fire on unarmed civilians. I spoke with two survivors, both my age. Buổi sáng mà xảy ra vụ tàn sát cũng như mọi buổi sáng bình thường khác thôi. Cái gia đình tôi chuẩn bị bữa cơm sáng để ra đồng làm việc thì pháo của Mỹ bắn dồn dập. Và cả ngày đó cả gia đình tôi bị bọn Mỹ bắn chết 11 người, chỉ còn lại mình tôi. Charlie Company had lunch and went to another hamlet where they resumed the massacre. Cô Liên là cô Võ Thị Phụ, lúc đó là cô mới sinh con cũng khoảng 9 tháng. Thế thì khi chúng hết dâm cổ chết rồi thì cổ nằm trần chết như thế thì đứa bé nó không biết, nó bò lên nó tìm vú mẹ để nó bú. Thì một cái thằng Mỹ khác là đã dùng cái lưỡi lê nó đâm từ ở trên lưng đứa bé xuống cái bụng cô. Và sau đó là chúng chất rơm, chúng đốt cháy cả xác hai mẹ con vẫn còn nguyên. Và đi đến đâu thì cũng thấy là tất cả là những người chết. Tôi biết Mỹ tới để làm cái gì, tới Việt Nam để làm cái gì? Tới Việt Nam là một là chúng muốn là đưa cái đất nước Việt Nam thành cái thuộc địa của chúng thôi, chứ mục đích gì. Cho nên là thấy rõ ràng là mới đầu ấy, thì chúng cũng cho kẹo, cho bánh trẻ con rồi. Là chính Liên này cũng được ăn kẹo, ăn bánh đồ của nó. Thì hiện nay muốn mở quan hệ Việt Nam thì và sắp có nhiều người Mỹ qua đây. Đây là một chuyện rất là đau buồn, tôi không muốn bao giờ nhắc lại. Nhưng mà vì tôi nghĩ rằng tôi phải nói và phải làm việc, phải kể lại cho tất cả những người Mỹ cũng như những người tất cả trên thế giới này người ta biết về vụ tàn sát. Và mong rằng đừng bao giờ xảy ra những chuyện như thế này nữa. Tại sao em không có dọn mặt chị được? Tại vì chị ở nước Mỹ hay là sao? Hả? Vì tôi nghĩ rằng thì lúc trước hầu như mỗi khi nói chuyện trước mắt tôi hình như không hợp thấy những ai nữa.